Người bây giờ có được sự tiện lợi của khoa học Nhưng họ lại lừa nhé Tình hình học tập xuống rất thấp Hơn nữa còn nóng nảy bồng bột Đây là sự chướng ngại lớn nhất của việc tu học Giáo dục của Thánh Hiền và Phật Pháp Đại Thừa nếu như tôi không có những thiết bị tiên tiến này, khoảng hai mươi năm trước chúng tôi đã dùng mạng internet rồi, hai mươi năm trước chúng tôi đã bắt đầu sử dụng vệ tinh. Nếu như không phải là cái này, tôi sẽ giống như lão hòa thượng hải hiền vậy khóa miệng lại chân thật niệm phật cầu sanh tịnh độ có cần phải dạy học giảng kinh không không cần tại sao không cần vì không tìm được học trò Tôi muốn tìm một học trò, một người học trò giống như bản thân tôi vậy mà cũng không tìm được. Tâm chân thành cung kính chỉ có ba mươi điểm. Bây giờ tìm không ra. Thầy của tôi còn gặp được tôi. Ngày nay tôi lại không gặp được một người học trò tốt. Vậy còn dạng cái gì? Dứt khoát chân thật mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ cái này có thể, có thể làm được. Chắc chắn có thể vạn sanh. Cái chắc chắn này từ đâu có, từ trong kinh giáo mà ra. Cái lý phương pháp và cảnh giới mà trong kinh giáo nói tôi hiểu rõ. Tôi đã tường tận. Tôi biết phải tu hành như thế nào, tự độ bản thân không thành vật. người bây giờ có được sự tiện lợi của khoa học nhưng họ lại lừa nhá tình hình học tập xuống rất thấp hơn nữa còn nóng nảy bồng bột đây là sự chướng ngại lớn nhất của việc tu học giáo dục của thánh hiền và phật pháp đại thừa nếu như tôi không có những thiết bị tiên tiến này khoảng hai mươi năm trước chúng tôi đã dùng mạng internet rồi hai mươi năm trước chúng tôi đã bắt đầu sử dụng vệ tinh nếu như không phải là cái này tôi sẽ giống như lão hòa thượng hải hiền vậy khóa miệng lại chân thật niệm phật cầu sanh tịnh độ có cần phải dạy học giảng kinh không không cần tại sao không cần vì không tìm được học trò Tôi muốn tìm một học trò, một người học trò giống như bản thân tôi vậy mà cũng không tìm được tâm chân thành cung kính chỉ có ba mươi điểm. Bây giờ tìm không ra. Thầy của tôi còn gặp được tôi. Ngày nay tôi lại không gặp được một người học trò tốt. Vậy còn dạng cái gì? Dứt khoát chân thật mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ cái này có thể, có thể làm được. Chắc chắn có thể vạn sanh. Cái chắc chắn này từ đâu có, từ trong kinh giáo mà ra. Cái lý phương pháp và cảnh giới mà trong kinh giáo nói tôi hiểu rõ. Tôi đã tường tận. Tôi biết phải tu hành như thế nào, tự độ bản thân không thành vật người bây giờ có được sự tiện lợi của khóa học nhưng họ lại lừa nhé tình hình học tập xuống rất thấp hơn nữa còn nóng nảy bồng bột đây là sự chướng ngại lớn nhất của việc tu học giáo dục của thánh hiền và phật pháp đại thừa nếu như tôi không có những thiết bị tiên tiến này khoảng hai mươi năm trước chúng tôi đã dùng mạng internet rồi hai mươi năm trước chúng tôi đã bắt đầu sử dụng vệ tinh nếu như không phải là cái này tôi sẽ giống như lão hòa thượng hải hiền vậy khóa miệng lại chân thật niệm phật cầu sanh tịnh độ có cần phải dạy học giảng kinh không không cần tại sao không cần vì không tìm được học trò Tôi muốn tìm một học trò, một người học trò giống như bản thân tôi vậy mà cũng không tìm được. Tâm chân thành cung kính chỉ có 30 điểm. Bây giờ tìm không ra. Thầy của tôi còn gặp được tôi. Ngày nay tôi lại không gặp được một người học trò tốt. Vậy còn dạng cái gì? Dứt khoát chân thật mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ cái này có thể có thể làm được chắc chắn có thể vạn xanh cái chắc chắn này từ đâu có từ trong kinh giáo mà ra cái lý phương pháp và cảnh giới mà trong kinh giáo nói tôi hiểu rõ tôi đã tường tận tôi biết phải tu hành như thế nào tự độ bản thân không thành vật. Người bây giờ có được sự tiện lợi của khoa học, nhưng họ lại lừa nhé. Tình hình học tập xuống rất thấp, hơn nữa còn nóng nảy bồng bột. Đây là sự chướng ngại lớn nhất của việc tu học. Giáo dục của Thánh Hiền và Phật Pháp Đại Thừa nếu như tôi không có những thiết bị tiên tiến này khoảng hai mươi năm trước chúng tôi đã dùng mạng internet rồi hai mươi năm trước chúng tôi đã bắt đầu sử dụng vệ tinh nếu như không phải là cái này tôi sẽ giống như lão hòa thượng hải hiền vậy khóa miệng lại chân thật niệm phật cầu sanh tịnh độ có cần phải dạy học giảng kinh không không cần tại sao không cần vì không tìm được học trò Tôi muốn tìm một học trò, một người học trò giống như bản thân tôi vậy mà cũng không tìm được. Tâm chân thành cung kính chỉ có ba mươi điểm. Bây giờ tìm không ra. Thầy của tôi còn gặp được tôi. Ngày nay tôi lại không gặp được một người học trò tốt. Vậy còn dạng cái gì? Dứt khoát chân thật mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ cái này có thể, có thể làm được Chắc chắn có thể vạn xanh Cái chắc chắn này từ đâu có Từ trong kinh giáo mà ra Cái lý phương pháp và cảnh giới Mà trong kinh giáo nói Tôi hiểu rõ Tôi đã tường tận Tôi biết phải tu hành như thế nào Tự độ bản thân không thành vật.